xử lý tham nhũng tiêu cực ngày càng bài bản, thuyết phục hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bước tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thể hiện ở cách làm ngày càng bài bản, lấp lang, chắc chắn hơn và thuyết phục hơn. Phòng chống tham nhũng tiêu cực có bước tiến đạt hiệu quả cao hơn. Chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng có bước tiến, hiệu quả cao hơn, thêm nhiều kinh nghiệm để tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chống giặc nội xâm được nhân dân, cán bộ đảng viên trong cả nước, bạn bè quốc tế công nhận. Kết quả cho thấy trong năm 2022, 539 đảng viên đã bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tăng 15 trường hợp so với năm trước. Cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với 5 cán bộ, cho thôi giữ chức vụ đối với 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 3 Thủ trưởng và tương đương. Một Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, năm 2022, trên cả nước đã khởi tố mới 493 vụ, 1.123 bị can về tội tham nhũng, tăng 163 vụ, 328 bị can so với năm 2021. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo đã khởi tố mới 11 vụ, 37 bị can, xét xử kịp thời một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, trong đó có vụ án xảy ra tại IC, Bệnh viện Bạch Mai, dự án Nha Trang Center 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng, Đồng Nai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận. Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản giá trị trên 364.000 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với năm 2021. Cơ quan thi hành án dân sự thu hồi được 27.400 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hiện rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhân tình, nhưng vẫn đủ sức răn đe và giáo dục ngăn ngừa là chính. Xử là phải xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với lương tâm, tình cảm, chứ không phải cứ xử nặng mới là tốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 cũng được Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định tại cuộc họp báo thông tin kết quả phiên họp 23 của Ban Chỉ đạo vào chiều ngày 12 tháng 1. Ông Nguyễn Thái Học cho biết, tại phiên họp, Tổng Bí thư khẳng định bước tiến vượt bậc trên nhiều mặt trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thể hiện trong nhận thức và quyết tâm chống giặc nội xâm của toàn quân, toàn dân ta. Từ các vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, chúng ta càng nhận thức sâu sắc và đầy đủ về tham nhũng tiêu cực với đầy đủ mức độ, tinh vi, phức tạp và tác hại nghiêm trọng. Bước tiến vượt bậc đó còn thể hiện ở việc đi sâu, làm rõ bản chất của tham nhũng tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm minh, đến nơi đến chốn các hành vi vi phạm, dù đối tượng có bỏ trốn ra nước ngoài vẫn xét xử vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Lâu nay, ít khi nào chúng ta xử được tội, đưa và nhận hối lộ mà thường chỉ xử tội thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái. Nhưng càng về gần đây, chúng ta đi đến tận cùng bản chất của hành vi tham nhũng tiêu cực đó là đưa, nhận hối lộ, là tham nhũng với đầy đủ tính chất nguy hại, nghiêm trọng của nó. Đây là bước tiến mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Nguyễn Thái Học cho biết, qua việc xét xử vắng mặt đối với những bị cáo phạm tội nhưng bỏ trốn ra nước ngoài, thể hiện quyết tâm của Đảng đã vi phạm pháp luật, trở thành tội phạm thì dù có trốn ở nơi nào cũng không thể thoát được sự trừng trị của luật pháp. Những người bị xử lý tâm phục khẩu phục. Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, bước tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực còn thể hiện ở cách làm ngày càng bài bản, lấp lang, chắc chắn hơn và thuyết phục hơn, kỷ luật đảng đi trước, kỷ luật hành chính rồi mới xử lý hình sự. Tính chất thuyết phục thể hiện ở chỗ không những trong đảng, trong dân đồng tình, ủng hộ mà ngay cả những người bị xử lý cũng tâm phục khẩu phục. Vừa qua, những người bỏ trốn ra nước ngoài cũng viết thư về chịu sự trừng trị của luật pháp. Các bị cáo khai báo rất thành khẩn, đã nhận bao nhiêu tiền, làm gì, sử dụng vào mục đích nào và đề nghị pháp luật xem xét, như vậy là rất tâm phục khẩu phục. Kết quả này có được không phải tự nhiên mà có, mà đó là cả một quá trình đấu tranh bài bản, lấp lang, chắc chắn của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thái Học cho biết. Cũng theo ông Nguyễn Thái Học, bước tiến mới trong phòng chống tham nhũng tiêu cực còn thể hiện là sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng ở Trung ương, quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Trung ương với địa phương.
Tổng Bí thư đã nói Trung ương chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực như thế nào thì nhiều ban chỉ đạo ở cấp tỉnh cũng quyết tâm nỗ lực chỉ đạo như thế. Kết quả trong năm 2022, các địa phương trong cả nước đã phát hiện khởi tố 453 vụ án tham nhũng, tăng 1,5 lần so với năm 2021. Nhiều địa phương đã khởi tố vụ án tham nhũng tiêu cực lớn liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, trong đó có cả Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, đến nay có 24 địa phương đã khởi tố 27 vụ án, 68 bị can. Thông qua đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực càng khẳng định Đảng càng mạnh hơn, kỷ luật kỷ cương càng được tăng cường, lòng tin của người dân vào Đảng và chế độ được khẳng định, phát huy. Đây là điều rất quan trọng. Ông Nguyễn Thái Học cho biết, càng làm chúng ta càng có thêm nhiều kinh nghiệm quý trong việc xử lý tội phạm có tính chất chuyên sâu, khép kín trên nhiều lĩnh vực như chứng khoán, trái phiếu chính phủ, ngân hàng, đồng thời từng bước xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ lãnh đạo để cơ quan đơn vị cấp dưới làm sai, bước đầu xác định trách nhiệm và xử lý đối với cán bộ liên quan trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Nếu cán bộ có trách nhiệm tham mưu văn bản pháp luật không đúng, không đầy đủ để xảy ra tham nhũng tiêu cực thì cũng xác định trách nhiệm để xử lý. EVN lỗ 31.000 tỷ đồng, lỗ do đâu? Thưa quý vị, năm 2022, nền kinh tế đã hồi phục và phát triển mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, nên nhu cầu điện tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong năm này, doanh thu toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt kế hoạch ước đạt 460,73 nghìn tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2021. Doanh thu công ty mẹ EVN ước đạt 385,3 nghìn tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch và tăng 11,28% so với năm 2021. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam lý giải là do biến động giá nhiên liệu, than, dầu, khí thế giới làm cho chi phí mua điện của EVN tăng cao, đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, khiến tập đoàn này ước lỗ 31.360 tỷ đồng sau khi đã quyết liệt thực hiện các giải pháp quản trị, cắt giảm hàng loạt các chi phí. Trước thực tế trên, EVN kiến nghị Ủy ban chính thức xác nhận EVN lỗ do nguyên nhân khách quan. Năm 2023, nếu không được điều chỉnh giá bán lẻ điện, EVN tiếp tục lỗ để đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo. EVN đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục báo cáo và kiến nghị Thủ tướng về việc sớm áp dụng cơ chế thị trường đối với hoạt động điện lực, kịp thời điều chỉnh giá điện khi các yếu tố đầu vào thay đổi. EVN kiến nghị Ủy ban chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tăng cường khai thác than trong nước để cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện. Ủy ban có giải pháp để giảm giá than bán cho sản xuất điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng. Liên quan đến vấn đề này, ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh cho rằng cần phải có những tính toán để điều chỉnh giá điện ở mức chấp nhận được. Như muốn có tư nhân làm truyền tải, nhưng giá điện truyền tải của chúng ta trả cho 1 kWh quá thấp, nên nếu phải làm các dự án kéo dài 70-80 năm mới hoàn thành vốn thì không ai đầu tư. Còn theo chuyên gia tài chính Ngô Chí Long, giá điện đang chịu tác động kép từ việc dầu và giá than thế giới liên tục tăng vọt thời gian qua. Từ góc độ người tiêu dùng, không ai muốn tăng giá hàng hóa, nhất là những hàng hóa thiết yếu như điện, xăng, dầu. Nhưng giá điện đã bị nén quá lâu, lần điều chỉnh tăng gần đây nhất vào tháng 3 năm 2019, trong khi các chi phí đầu vào tăng chóng mặt. Chính phủ và Bộ Công Thương cần rà soát lại chi phí giá điện để có giải pháp phù hợp, ông Long nói. Thế nhưng, dư luận cũng đòi hỏi EVN phải làm rõ khoản lỗ đó là do đâu, không nào. Bởi một khi cứ mập mờ không rõ nguyên nhân thì chúng ta sẽ không giải quyết dứt điểm bài toán lỗ lãi trong đầu tư. Chuyên gia tài chính Đinh Trọng Thịnh thẳng thắn cho rằng EVN cần phải làm rõ ràng khoản lỗ trên 31.000 tỷ đồng là ở khâu nào, do ai. Do giá mua điện cao khiến kinh doanh bị lỗ, hay lỗ do quá trình truyền tải gây thất thoát lớn hoặc khâu phân phối gây tổn hao và có hay không công tác quản lý yếu kém. Mặc dù phải gánh khoản lỗ khổng lồ thế, nhưng công bằng mà nói trong suốt 3 năm qua, mặc cho COVID-19 hoành hành hay biến động nhiên liệu, nhưng EVN vẫn không tăng giá điện. Hiện tại giá bán lẻ điện bình quân năm 2022 là 1.915,59 đồng 1 kWh. Mức giá này chỉ cao hơn 2,74% so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng từ năm 2019 là 1.844,64 đồng 1 kWh.